Action. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái nội dung. Xin chào các bạn. Quên tục lệ, theo đúng cái tục lệ là vô phải chào hỏi nhau một cái. Rồi, ok. Hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc những câu hỏi của rất nhiều bạn comment lên kênh của mình. Cảm ơn các bạn có những cái ý kiến đóng góp rất là hay, kể cả khen và kể cả chê. Mình rất thích kệ nó chơi nhiều, nó vui. Khen cũng được, khen thì tự tin hơn, vui hơn. Nhưng mà chê cũng được, chê nhiều khi nó cũng là những cái bài học rất là hay. Cứ chê thoải mái, đừng chê quá độ. Ok, các bạn hỏi rất là nhiều về cái không phải chê trước đi, mình thích nói chê trước vậy đó. Các bạn chê mình là sao thầy giọng bị mỏng quá vậy. Giọng mỏng là do mình giọng mỏng, sinh ra là giọng mỏng rồi. Giọng mình là thuộc giọng là mình có nói về cái giọng đặc biệt á của mỗi loại người á, thì mình có video nói về cái đó. Thì giọng mình là mỏng bẩm sinh, tập riết nó cũng dày được chút xíu á các bạn cũng thông cảm. Giọng mình là giọng tenor, mà thuộc dạng là tenor, toàn người là tenor mái luôn á. Thì các bạn bữa nào mình sẽ phô diễn cho các bạn thấy thế nào là tenor mái ha, tại vì mình hát rất là cao, nôm na là như vậy. Đó là một phần của cái tên thầy Phong Hai Nốt luôn. Đó là hai là cao á, hai chữ hai trong tiếng Anh á là hát cao. Ê khoan, mình chỉnh kênh sáng là chút, nói thấy cái mặt mình nó tối tối. Đó sáng trưng đúng rồi, quay mà thiếu sáng kỳ lắm. Mặt nó thui rồi. Rồi vô đẹp trai. Rồi hơi bị tự tin ba lố. Rồi hôm nay mình sẽ thứ nhất là giọng, tại sao giọng thầy mỏng có vậy. Ok, thì giọng mỏng thiệt đó. Cái thứ hai là các bạn cũng hỏi về nhiều về làm sao để giọng mình dày hơn, giọng các bạn dày hơn. Vân vân, và một số những câu hỏi về kỹ thuật chest voice. Thì bây giờ mình gom lại luôn ha, mình xử lý ha. Mình gom lại luôn để mình làm cái kỹ thuật chest voice luôn. Ở đây nè, bạn Nguyễn Duy Hưng nè, đó là làm sao để tập chest voice. Hôm nay mình sẽ đi cái nội dung là tập chest voice. Chest voice là một kỹ thuật giọng ngực. Mình biết như vậy thôi, tại vì giọng nói của chúng ta hàng ngày nó là giọng ngực, đúng không? Nó là giọng ngực cả. Thì chúng ta đã có chest voice rồi, nhưng mà chúng ta sẽ tập thêm để chúng ta kiểm soát cái chest voice đó và áp dụng vào trong bài hát nó sẽ hay hơn. Giọng chest voice là giọng ngực. Vậy thì khi mà âm thanh của mình á được phát ra thì giọng giọng ngực á nó sẽ rung lên đó. Thì giọng khi mà giọng mình nó rung lên như vậy á, và nó tạo nên một cái độ vang của âm thanh ra, thì nó tạo thành là giọng ngực. Thì giọng ngực nó chịu trách nhiệm, nó giúp cho giọng hát của mình nó dày hơn nè, giúp cho giọng hát của mình nghe trầm ấm hơn. Chúc anh giọng hát cho mình nghe. Thường giọng ngực là sẽ những cái giọng nhiều ở giọng tần số trung và thấp thì sẽ có giọng ngực rất là nhiều. Giọng như giọng bariton nè, rồi giọng bass nè, hay là giọng nữ thì có giọng là giọng mezzo soprano, hoặc là giọng alto. Cái đó mình đã giải thích trong cái video về các loại giọng này ha. Thì các bạn có gì tìm hiểu thêm trên kênh của mình về các loại giọng. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chest voice. Chest voice giọng ngực rất là hay nha các bạn. Để ý bây giờ mình sẽ, khi mà cái âm thanh của mình á đưa hát á, nó sẽ được rung động ở cái phần ngực rất là nhiều. Mà làm sao để âm thanh mình nó rung động phần ngực mà nó vẫn hay? Thì cái câu chuyện ở đây là âm thanh của mình á nó phải thoải mái. Nó phải thoải mái, giống như bây giờ bạn đặt một cái tên, một cái tay của mình lên đây và cực kỳ thoải mái, và bạn hát một cái nốt nhạc đó là Do Re Mi Fa Son Fa Mi Re Do. Thoải mái thôi ha. Cái thứ nhất mình chỉ cho các bạn như vậy, Do Re Mi Fa Son Fa Mi Re Do, để có cảm giác cái hơi của mình á nhẹ nhàng thôi, không có gì căng thẳng hết. Do Re
Do, re, mi, fa, son, fa, mi, re, do. Cực kỳ thoải mái, không có gì căng thẳng cả. À, giọng mình cứ phát âm thanh ra thoải mái, nhẹ nhàng như mình, ráng bắt bắt được cái cảm giác đó. Do, re, mi, fa, son, fa, mi, re, do. Cái này chúng ta đang sử dụng những cái âm thanh jazz voi nhiều. Và mình sẽ hướng dẫn cho bạn thêm một cái nữa. Đó là nếu như bây giờ cái âm thanh của mình ha, nó rung ở đây rồi, ok rồi, các bạn phải làm cho nó thư giãn một chút xíu, nó không cần phải quá nặng nề. 2, 3. Do, re, mi, fa, son, fa, mi, re, do. Son, fa, mi, re, do. Rồi, bước tiếp theo đó chính là các bạn đưa cái âm thanh của mình á lên trên cái vành môi của mình á. Lên trên cái vành môi, các bạn cứ hát như nói vậy thôi, đừng, mình cũng chưa có áp dụng kỹ thuật quá sâu vào trong đó. Nhưng mà đưa lên trên cái vành môi, chỗ từ cái vòng miệng này xuống tới cằm. Nó là nơi mà chứa chest voice rất nhiều, mình sẽ nói sau, bởi vì cái này là kỹ thuật của mid voice, nhưng mà nó chứa phần lớn luôn. Khi mà các bạn hát lên cao á, mà các bạn muốn sử dụng chest voice nhiều á, là cái phần hàm, phần âm thanh này nè. Đó, là âm thanh nó sẽ được rung chuyển nhiều ở trên cái phần này. Nó là mid voice mà nó là chest mid á, chest mid mà sử dụng nhiều ở cái phần gọi là chest voice, để nó tạo nên cái cảm giác mà ổn định nè, và là hay cực kỳ nhiều. Đây, các bạn đang nghe mình nói, mình đang nói ở cái giọng ngực của mình đấy. Thì mình sẽ tập luyện như thế này. Do, re, đưa hơi âm thanh ra. Do, các bạn thấy rung một chút xíu, ngực là chắc chắn rồi, nốt này là sẽ rung rồi. Do, nhưng mà cái phần môi ở trên này nó cũng sẽ rung nè. Do, có cảm giác rung nhẹ, được tác động bởi hơi, bởi âm thanh thôi. Do, re, mi, fa, son, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, son, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, son, fa, mi, re, do. Son, fa, mi, re, do. Ha, 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 ha. Đấy, khi mà âm thanh chest voice, bạn làm quen với âm thanh chest voice, cố gắng làm sao luôn luôn giữ lại cái âm thanh ở ngực. Tại chest voice nó sẽ giúp các bạn đi cái tần số thấp rất là tốt, bắt buộc luôn. Đó là cấu tạo tự nhiên của cơ thể rồi. Bây giờ mình thử mình xuống thấp nha. Đồ, đồ. Bây giờ hát nó xuống nè. Si, âm thanh vẫn ở trên vành môi của mình nha, thoải mái thôi. Si, xuống ngực nha. La, son. Bây giờ bắt đầu bạn phải mở ra để em hình nè. Son, fa, mi. Nó vẫn luôn rung ở đây. Mi. Rồi, tới đây là rất là thấp rồi, xuống tới mì vậy. Rồi, mình là giọng tenor, mình xuống dưới được rất là thấp, thì đương nhiên giọng baritone nếu mà áp dụng kỹ thuật này xuống còn thấp hơn kinh khủng nữa. Mi, re, do. Đấy, rất là thấp. Rung ở đây, rung ở vành môi trên đây. Và do, do, si, do, re, mi, fa, son, fa, mi, re, do. Còn khi các bạn muốn lên cao thì sao? Vẫn giữ chest voice đó mà lên cao thì nó sẽ như thế này. À, vẫn giữ nguyên cái phần mid voice và chest voice. Do, re, mi, fa, son, giữ nguyên nè. La, si, do, re, mi, fa, son. Đây, thì cái này là mình đang tập các bạn là sử dụng chest voice để neo cái giọng lại khi các bạn áp dụng vào trong mid voice. Đấy, nếu như chỉ có chest voice thôi thì đó là một cái vấn đề thật là kinh khủng. Nhưng mà để cho giọng mình dày hơn, để cho giọng mình có tình cảm hơn, để cho giọng mình ấm áp hay hơn, và khi hát những cái nốt cao, nốt trung hoặc nốt thấp, thì chest voice nó làm việc cực kỳ hiệu quả.
Đó, thì các bạn cố gắng đặt tay lên ngực như thế này và tập luyện cho nó quen, tập câu hát cũng được. Bất kể một câu hát nào mình feel, ví dụ mình sử dụng một bài hát đi, hôm bữa mình có hướng dẫn cho các bạn rồi đó. Mình sẽ ví dụ cho các bạn nha, với ca khúc Thuận Theo Ý Trời, hát đúng tông Bùi Anh Tuấn luôn là thứ. Ok, đưa âm thanh này. Chỉ có cách anh lùi bước, thấy chưa? Để em thấy đường đi phía trước, vì anh cứ bên em là... Đấy, chest voice, mid voice kết hợp. Là để anh thấy bên em là bão với giông hoài hoài. Vậy thì tại sao không dừng lại? Vẫn là chest, mid, chân vẫn lại. Không dừng lại, không dừng lại. Tiếp tục nha. Khó vẫn ở cạnh nhau, vẫn giữ chết nữa nha. tình yêu tuôn chẳng như vậy đâu. Chưa quen thì có ta đẩy lên ngực để cho nó có nhiều cảm xúc hơn. Vậy anh xin một lần làm trái mình, xa em là anh quyết định. Chỉ tại mình cái số yêu nhầm chỗ, ngoan cố dấu bao giây vò. Chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời, lìa xa nhau là thuận theo ý trời. Khúc này lên cao nè, bắt đầu vẫn giữ chết voi luôn nha, đừng để mất nha. Để các bạn hát mỏng mà lên cao bị tịt á, thì các bạn để ý nè. Hướng tăng giữ lại, hướng theo ý trời, giữ nguyên luôn nha. 2, 3. Chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời, vẫn âm thanh ở trên này, biết rồi. Là anh thấy tâm can rối bời, mà anh phải làm thôi để trái tim em nghỉ ngơi. Đó, các bạn thấy thế nào? Lại một lần nữa nha, khi mà lên cao vẫn giữ chest voice để cho khi mà đừng có mất cái chân âm thanh, nó sẽ không hay. À, hỏi lại câu điệp khúc nha. Tại mình cái số vẫn là miss voice và chest. Chỉ tại mình, đặt tay lên nha, đặt tay lên ngực để có một cái cảm giác là giữ nó lại, kéo nó lại, đừng có nó đâu, đừng cho nó đi lên quá cao ha. chỉ tại mình cái số yêu nhầm chỗ, âm thanh vẫn vang ở trên khuôn mặt của mình. Yêu nhầm chỗ ngoan, đó mình sử dụng một tí falsetto để cho nó tình cảm hơn. Yêu nhầm chỗ ngoan cố dấu bao giây vò. Chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời, lìa xa nhau là thuận theo ý trời. Các bạn có thấy sự rung động của mid voice và head voice là, à, chest voice làm việc không? Tiếp theo nha. Vẫn giữ nguyên chest voice, đừng cho nó lên cao quá, và giữ chest và mid, khúc này cũng không quá cao đâu. Chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời, ta cách ngày ta cách rời, ta cách rời. Chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời là anh thấy tâm can rồi bời. Luôn giữ mid voice và chest rồi. Ok, nó sẽ như vậy để âm thanh. Tại lúc nó nốt này nó lên tới đô, như là mình nhớ là nó là đô đấy. Rất là cao ha. Rối bời mà anh phải làm thôi. Âm thanh nào? Mà anh phải làm thôi, giữ chết thôi làm thôi, để trái tim em nghỉ ngơi. Ok, rất là đơn giản, tập tập riết cho quen, và khi hát cố gắng cái ngực mình kéo giữ nó xuống và đặt âm thanh lên phân vùng vùng mid voice, và lúc đó sẽ ta có sẽ là các bạn hay gọi là chest mid đấy, nhưng mà còn mình đó thì mình hát âm thanh của mình là rung động phần mid là chủ yếu, và chest voice thì mình tập quen dần rồi đó, mình thì hay gọi là mid voice. Nhưng mà nếu mà các bạn có cái chest voice tập
cái này là mình tập chest voice nè, mình tập giữ chest voice nè, khi lên mid voice và khi lên head voice nè, tập quen 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 dần rồi tự động là mình sẽ thoát ra được, và lúc đó mình không cần phải giữ nữa, chứ hát mình giữ thì nhịn kỳ lắm, giống như là mình đang diễn sâu, nhập tâm vô câu chuyện. Ok, vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn là chest voice và cách để khi mà mình đưa chest voice lên mid voice hoặc là head voice nó vẫn giữ được cái âm thanh, làm giọng cho mình, giọng mình dày hơn, ấm áp hơn, hay hơn và cân bằng hơn. Ok ha, chúc các bạn vui vẻ và thành công trong việc tập luyện kỹ thuật chest voice, khuyến mãi luôn cho cái mid voice nữa. Ok, hẹn gặp các bạn với video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến và chúc các bạn sẽ thành công. Và nhớ đóng góp ý kiến thêm những thắc mắc nào nữa thật là hay vào. Tập được đi, tập đi, rồi có khó khăn gì thì comment mình và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm nữa. Chúc các bạn sẽ thành công và chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và nhiều niềm vui. Bye bye.